cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay đã là 23 Tết rồi, các bạn có nôn nao trong lòng không? Nói đến ngày Tết cổ truyền của nước chúng ta thì có rất là nhiều thứ đặc trưng, và một trong những thứ không thể thiếu trong ngày Tết đó chính là mâm ngũ quả. Hôm nay xin mời các bạn cùng trang trí mâm ngũ quả chung với Diễm nha. Và dù các bạn ở xa không về quê được hay là các bạn đang ở quê thì vẫn có thể trang trí để cho căn phòng căn nhà của mình nó có không khí Tết. Thì đây là mâm ngũ quả mà năm rồi Diễm đã trang trí cho căn nhà của mình. Đầu tiên của các bạn là đi ra ngoài chợ hoặc là siêu thị, lựa chọn cho mình những cái trái cây mà các bạn thích. Và theo như Diễm nghĩ là các bạn cũng nên lựa chọn nó có nhiều màu sắc tí để nhìn vô cái mâm ngũ quả của mình nó sẽ xinh. Ví dụ như các bạn chọn những món màu xanh không thì nhìn vô có một màu xanh đơn điệu nó sẽ không đẹp. Thì trước tiên là mình sẽ chọn trái cây như vậy ha. Tiếp theo thì theo truyền thống của nước chúng ta thì thường là mâm ngũ quả là có 5 loại quả như sau: là cầu, sung, vừa, đủ, xài. Là đương nhiên là phải có 5 loại quả đó. Ngoài ra các bạn cũng có thể mua thêm những loại quả khác. 5 cái loại quả cầu, vừa, đủ, xài. Thì nói theo tiếng lóng, cầu là mình cầu mong. Dừa tức là trái dừa, mà nói theo tiếng lóng là mình vừa. Đủ là đu đủ, tượng trưng cho sự đầy đủ, sung túc. Xoài là trái xoài của mình, mà nói theo tiếng lóng là xài. Đó, nguyên cái ngũ quả là cầu, vừa, đủ, xài, sung. 5 cái quả này là chắc chắn sẽ có trên mâm ngũ quả của nhà bạn. Ngoài ra bạn có thể lựa chọn thêm, ví dụ như là trái dừa hay là trái dưa. Dưa là tượng trưng cho đấng quân tử, xanh vỏ đỏ lòng. Ngoài ra nó còn tượng trưng cho cái sự no tròn, căng mọng nước để tốt trong nhà của mình. Rồi quả bưởi, quả vít, quả táo, thơm và táo nó có màu đỏ là tượng trưng cho cái sự may mắn. Mình sẽ dùm cái mâm ngũ quả của nhà mình cho các bạn xem nha. À, việc đầu tiên là mua cái trái. Tiếp theo là các bạn sẽ chọn cái dĩa, mà cái dĩa nó rộng rộng tí nha các bạn. Rộng mà nó có cái độ lõm của cái đĩa để mình có thể dễ dàng để cái trái mà nó không bị ngã. Cái dĩa phải thật là to, bởi vì nếu như mà một cái dưa hấu không mà nó đã rất là to rồi, cộng thêm trái thơm, trái bưởi là hết sức to luôn. Thì dĩa của mình đây là mình lựa chọn là dĩa thủy tinh, rất là to và có độ lõm. Dưa hấu này là mình tự khắc luôn, mình tự khắc chữ luôn. Nếu mà các bạn không biết viết chữ thư pháp thì bạn có thể in cái chữ và mình cắt theo cái chữ rồi mình in lên trên cái dưa. Rồi cứ như vậy mà mình lấy dao mình vẽ cái chữ, mình nạo cái phần bỏ vỏ đi sẽ còn lại cái chữ. Đó là dành cho các bạn nào không biết viết thư pháp. Còn nếu như các bạn biết viết thì cứ viết trực tiếp vô rồi mình dùng con dao. Đơn giản thôi, mình dùng con dao rồi mình khắc chữ bình thường thôi. Thì đây, năm ngoái hai vợ chồng mình đã tự gói bánh chưng và tự khắc dưa hấu luôn, để cho nhìn cái ngôi nhà của mình nó có không khí Tết. Đó, tự gói bánh chưng, tự khắc dưa hấu, tự trang trí mâm ngũ quả cho gia mình luôn. Đó, các bạn thấy không? Ở nhà mình nhìn vô là cũng thấy không khí Tết rồi. Mâm ngũ quả của nhà mình có đẹp không các bạn? Đó, thì những quả chính đó là cầu, vừa, đủ, xài, sung, dưa hấu, bưởi, thơm, dừa là gần như là nhất định phải có rồi các bạn. Ngoài ra các bạn còn có thể thêm vào những quả mít hay là quả mận xen kẽ vào những cái lỗ nhỏ của cái dĩa. Nếu mà cái dưa hấu các bạn để không cố định được thì mình có thể để nó vào trong cái chén hoặc cái tô, hoặc là dùng băng keo hai mặt. Nói chung là làm đủ mọi cách để cố định được cái dĩa của mình. Rồi, mình đã trang trí xong mâm ngũ quả.
chúc cho các bạn trang trí được dĩa mâm ngũ quả của nhà mình thật là xinh. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Diễm nha. Bye bye, xin chào các bạn.